Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chạm như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai, bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được. Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta có thực sự tin như vậy không? Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được. Làm sao mà chúng ta có thể không tin được khi chúng ta nhìn vào ý nghĩa và chân lý của thánh lễ mà chúng ta cử hành hôm nay? Quả thực đối với Thiên Chúa không gì là không thể làm được, bởi vì chúng ta nhìn mà xem, Maria chỉ là một cô gái làng quê Nazareth thôi, cách đây 2000 năm, vậy mà bây giờ đã trở thành nữ vương trời đất. Thiên Chúa làm sao mà không thể tin được rằng Thiên Chúa có thể làm được tất cả những gì Ngài muốn, khi chúng ta nhìn vào cô bé Maria, một cô bé biết vui, biết buồn, biết đói, biết khát, biết lo âu, lại còn đau khổ hơn tất cả những người khác. Ấy vậy mà cô bé ấy ngày hôm nay đã linh hồn và xác trên trời. Làm sao mà lại không có thể tin được rằng Thiên Chúa có thể làm mọi sự? Khi chúng ta nghe bài tin mừng ngày hôm nay, nhìn vào hình ảnh của một cô gái Maria không hề có tương quan gì với người nam, ấy vậy mà lại thụ thai sinh hạ một con trai, và con trai này là Con Thiên Chúa, mà cũng chính là người con của người phụ nữ này. Lại làm sao mà không có thể tin được rằng, kính thưa quý bà và anh chị em, chỉ là một con người bình thường thôi,
nhỏ bé thôi, ấy vậy mà lại trở thành mẹ của Thiên Chúa. Chúng ta thấy sự khiêm tốn thẳm sâu của Thiên Chúa không? Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được. Maria đã được tất cả cái hồng ân như thể là không thể ấy, xem ra như thể là không thể ấy, là bởi vì một điều nữa, việc Chúa làm, nhưng đồng thời cũng bởi vì một điều nữa, là bởi vì Maria đã tin. Maria đã tin, tin những gì Thiên Chúa hứa. Và Maria đã trao hoàn toàn cuộc đời của mình cho lời hứa ấy. Cho nên Thiên Chúa đã làm cho mẹ những điều cao cả. Và quả đúng như lời ngợi khen mẹ vậy: Maria, em thật có phúc vì đã tin những gì Thiên Chúa đã hứa sẽ được thực hiện nơi em. Vâng, kính thưa quý bà và anh chị em, bởi vì mẹ đã tin, mẹ tin tuyệt đối, cho nên hôm nay Thiên Chúa đã thực hiện và ban thưởng cho mẹ gấp bội lần điều mà mẹ có thể dám ước mong. Và một trong hồng ân cao cả mà chúng ta đang kỷ niệm, đang kính nhớ hôm nay, đó là Chúa đã làm cho mẹ, một người phụ nữ bình thường thôi, trở thành nữ vương trời đất. Trở thành nữ vương trời đất, kính thưa quý bà và anh chị em, đó là điều Thiên Chúa đã thực hiện nơi mẹ, và đó là niềm tin của giáo hội Công giáo chúng ta. Ngay từ những ngày đầu tiên, các tín hữu đã tin rằng mẹ Maria cùng với con yêu dấu của mẹ yêu thương nhân loại này qua sứ vụ cao cả, đó là mẹ là nữ vương trời đất. Ngay từ đầu giáo hội đã tin như thế rồi. Nhưng mãi đến năm 1954 thì Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 mới thiết lập thánh lễ mà chúng ta mừng kính hôm nay, lễ mẹ nữ vương, nhân dịp kết thúc năm Thánh Mẫu năm 1954. Và lúc đó Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã thiết lập lễ mẹ nữ vương này và đặt lễ này vào ngày 31 tháng 5, chứ không phải như ngày 22 tháng 8 và ngày hôm nay chúng ta mừng kính đâu. Sau này khi giáo hội chỉnh sửa lại cái niên lịch phụng vụ thì đã rời ngày lễ mẹ là nữ vương 8 ngày sau ngày lễ mẹ hồn xác lên trời. Ngày lễ mẹ hồn xác lên trời là ngày 15 tháng 8. Tại sao giáo hội lại sắp xếp lại niên lịch phụng vụ như thế? Thưa, giáo hội muốn nhấn mạnh về sự liên kết chặt chẽ giữa vai trò là nữ vương của mẹ và vinh quang nơi thân xác và linh hồn của mẹ bên cạnh con mẹ. Nếu mẹ Maria được đưa cả hồn lẫn xác về trời thì vinh quang đó còn diễn tả cho chúng ta rằng mẹ không chỉ được hồng ân, mẹ được hồn xác về trời, mà mẹ còn được làm nữ vương trời đất bên cạnh con của mẹ là vua trời đất. Và điều này đã được giáo hội diễn tả rất rõ ràng trong hiến chế Lumen Gentium, là hiến chế nói về ánh sáng muôn dân. Trong hiến chế này, Công đồng Vatican II đã khẳng định rằng mẹ Maria được đưa về trời cả hồn lẫn xác và được Thiên Chúa nâng thưởng làm nữ vương trời đất để làm gì? Để mẹ vương trời đất để làm gì? Để mẹ trở nên giống con mẹ một cách hoàn hảo hơn. Để mẹ trở nên giống con mẹ một cách hoàn hảo hơn. Và đây chính là ý nghĩa cao trọng mà chúng ta cử hành thánh lễ hôm nay. Mẹ trở nên nữ vương trời đất để mẹ được trở nên giống con mẹ một cách hoàn hảo hơn. Bởi vì khi sống lại từ cõi chết thì con mẹ là Đức Giêsu Kitô đã trở thành vua trời đất. Mẹ Maria là nữ vương trời đất bởi vì mẹ có một mối liên kết độc nhất vô nhị với chính con của mẹ là Đức Giêsu Kitô, không chỉ trong hành trình dương thế này mà cả trong vinh quang trên trời nữa. Bởi vì mẹ có một mối liên hệ mật thiết độc nhất vô nhị, cho nên nếu con của mẹ đi vào trong trần gian này và chính mẹ đã chia sẻ đau khổ với con mẹ thì chắc với con mẹ trên cõi trời.
Đó là điều giáo hội tin, kính thưa quý bà và anh chị em. Rồi Thánh Phaolô Đệ Lục, Đức Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong tông huấn Marilis Cuntus nói về việc tôn kính mẹ Maria trong giáo hội, ngài đã khẳng định như thế này: nơi mẹ Maria, mọi sự liên quan và phụ thuộc vào Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu, chính vì Chúa Giêsu mà Thiên Chúa Cha đã chọn mẹ từ muôn thuở để mẹ trở nên một người mẹ thánh thiện hơn mọi người mẹ khác. Và chính vì Chúa Giêsu cho nên Thiên Chúa Cha đã mặc cho mẹ những ơn cao trọng của Chúa Thánh Thần mà không ai trong trần gian này được cả. Vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, nếu Chúa Cha ban Chúa Giêsu cho chúng ta, Chúa Giêsu đã trở thành vua của toàn thể nhân loại này. Và bởi vì mẹ liên can đến Chúa Giêsu một cách đặc biệt, cho nên Chúa Cha cũng ban thưởng cho mẹ vinh quang được làm nữ vương giống con của mẹ. Vậy thì mẹ Maria là nữ vương trời đất, Thiên Chúa ban tặng cho mẹ, nâng tặng cho mẹ như thế, điều đó có liên quan gì tới chúng ta không? Điều đó có liên quan gì tới chúng ta không? Bởi vì mẹ là nữ vương trời đất, còn chúng ta vẫn là những con người lầm lũi bước trong trần gian này, có liên quan gì tới chúng ta không? Như đã nói, mẹ Maria có một sự liên quan độc nhất vô nhị với Chúa Giêsu con mẹ, không chỉ trong hành trình dương thế mà còn cả trong vinh quang trên trời. Có nghĩa rằng mẹ có một sự liên quan mật thiết với con của mẹ. Mẹ được trở nên nữ vương trời đất bởi vì con mẹ là vua trời đất. Bởi vì con mẹ là vua trời đất cho nên mẹ là nữ hoàng, mẹ là nữ vương của trời đất. Vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, vua và nữ hoàng đó có nghĩa là như thế nào? Khi mà chúng ta nói tới vua hay là nữ hoàng thì thường chúng ta hay nghĩ tới những con người quyền lực và giàu có. Chúa Giêsu là vua của chúng ta, mẹ Maria là nữ vương trời đất, không theo kiểu giàu có và quyền lực như vậy, theo kiểu thế gian nghĩ đâu. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu để chúng ta xem Chúa Giêsu là vua của chúng ta như thế nào. Chúng ta thấy trên đỉnh cái thập giá có chữ Inri mà Phi-la-tô đã đóng lên thập giá đó. Đây là vua dân Do Thái. Quả đúng như thế, trên thập giá Chúa Giêsu đã tỏ lộ ra, Chúa Giêsu đã mặc khải ra ngài là vua. Ngài là vị vua, vua đau khổ cùng với chúng ta, vua đau khổ vì yêu chúng ta, vua đau khổ vì yêu chúng ta cho đến cùng. Chúa Giêsu quả thật là vua, vua của tình yêu. Chúa Giêsu quả thật là vua bởi vì chúng ta nhớ xem, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giêsu là vua của phục vụ. Chúa Giêsu là vua không theo kiểu thế gian, nhưng Chúa Giêsu là vua của tình yêu, vua phục vụ các con dân của ngài. Và Chúa Giêsu đã thực hiện tất cả những điều đó trong suốt cuộc đời trần thế của ngài. Và nếu Chúa Giêsu là vua như thế thì mẹ Maria, mẹ là nữ vương, là nữ hoàng, mẹ cũng phụng sự Thiên Chúa nơi loài người. Mẹ là nữ vương bởi vì tình yêu của mẹ dành cho Thiên Chúa, mẹ đã dâng chính mình cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa một cách tuyệt đối, giống như trong bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe vậy. Sau khi thiên sứ nói với mẹ, mẹ thứ điều gì? Này đây, tôi là tôi tớ của Chúa. Hoặc như trong lời kinh Magnificat vậy, mẹ đã ca tụng rằng Thiên Chúa đã làm cho tôi những điều vĩ đại, danh người là thánh. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn thấy. Mẹ Maria là nữ vương, nhưng là một nữ vương khiêm tốn, một nữ vương liên kết mật thiết với con của mẹ để phục vụ nhân loại này, để yêu thương nhân loại này, để truyền cầu cho nhân loại này, như mẹ cũng đã từng làm trong đời sống của mẹ, cụ thể là trong tiệc cưới Cana mà chúng ta đã nói đi nói lại với nhau rất nhiều lần.
Mẹ là nữ vương bởi vì mẹ luôn luôn ở đó để cứu giúp người khác, giống như khi mẹ nghe tin bà chị họ Elizabeth vậy. Mẹ đã vội vã lên đường để giúp đỡ bà. Vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, Chúa Giêsu là vua của chúng ta và mẹ là nữ vương của chúng ta là cho chính chúng ta. Chúa Cha yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta một vị vua yêu thương, chết cho chúng ta và yêu chúng ta đến cùng. Thì hôm nay mẹ Maria được ban tặng danh hiệu là nữ vương trời đất cũng là cho chính chúng ta đấy. Là nữ vương trời đất, chắc chắn mẹ yêu thương chăm sóc và tiếp tục cầu bầu cho cả nhân loại này, đặc biệt cho những ai chạy đến với mẹ, ẩn nấp dưới tà áo yêu thương của mẹ. Và giáo hội đã tin điều đó, tin vào sự truyền cầu của mẹ, thân thế của mẹ suốt bao nhiêu thế kỷ qua, kính thưa quý bà và anh chị em. Bởi vì trải qua nhiều thế kỷ rồi, giáo hội vẫn xưng tụng mẹ với tước hiệu mẹ là nữ vương thiên đàng. Mẹ là nữ vương thiên đàng. Rồi trong kinh cầu Đức Bà, như chúng ta vẫn đọc, có 8 lần mẹ được gọi với danh hiệu là nữ vương. Mẹ là nữ vương thiên thần, nữ vương các thánh tổ tông, nữ vương các thánh tông đồ, nữ vương các thánh tiên tri, nữ vương các thánh từ bi đạo, nữ vương các thánh hiền tu, nữ vương các thánh đồng trinh, nữ vương các thánh nam cùng các thánh nữ. Và nhất là trong kinh lạy nữ vương mà ai trong chúng ta cũng thuộc đó, nói cho chúng ta, xác tín cho chúng ta để nâng đỡ đức tin của chúng ta, rằng chúng ta hãy tin rằng tước hiệu Maria, nữ vương trời đất là tước hiệu làm cho chúng ta sống vui và được trông cậy. Như chúng ta vẫn thưa với mẹ vậy, lạy nữ vương mẹ nhân lành, lạy nữ vương mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Mẹ của chúng ta, mẹ thật của chúng ta là nữ vương trời đất đấy, kính thưa quý bà anh chị em ạ. Và nếu mẹ là nữ vương trời đất, mẹ truyền cầu cho chúng ta, mẹ yêu thương chúng ta, chăm sóc chúng ta, thì chúng ta phải vững tin lên. Và chắc chắn trong những lúc lạc lõng tối tăm, trong lũng đầy nước mắt, trong giây phút hiện tại này, nó gây ra lũng đầy nước mắt này, gây ra bởi sự sợ hãi, chết chóc bởi bệnh dịch Covid-19, rồi bởi sự chia rẽ hận thù, bởi ghen tị, ghen ghét, bởi thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn đang xảy ra khắp nơi, và nhất là sự dữ đang hoành hành khắp chốn. Chúng ta có tin không? Mẹ là nữ vương trời đất, mẹ của chúng ta, mẹ có quyền năng, quyền thế truyền cầu rất mạnh mẽ cho chúng ta. Hôm nay chúng ta mừng kính lễ mẹ nữ vương. Mẹ là nữ vương trời đất, xin cho chúng ta được vững tin, năng siêng năng chạy đến với mẹ để nương ẩn nơi mẹ, nắm lấy bàn tay của mẹ là chẳng chối mân côi mỗi ngày, thì chắc chắn sẽ mau thôi, một lần nữa chúng ta sẽ nghe được điều thiên sứ nói với mẹ năm xưa, đó là đối với Thiên Chúa không gì là không thể làm được. Không gì là không thể làm được. Kính thưa quý bà và anh chị em, câu hỏi còn lại là chúng ta có tin không? Lạy mẹ Maria, xin mẹ truyền cầu cho thung lũng đầy nước mắt này, chúng con dám tin như mẹ đã tin. Bởi vì đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được. Lạy nữ vương trời đất, xin cầu cho chúng con. Kính thưa quý bà và anh chị em, chắc chắn mẹ là nữ vương trời đất, mẹ đang ngự bên hữu Chúa Cha cùng với con mẹ. Giờ đây, cậy nhờ vào tình thương của mẹ, tin tưởng vào lời cầu bầu của mẹ, chúng ta xin dâng lên Chúa, là Cha chúng ta những lời nguyện xin của chúng ta. Chúng ta xin dâng lên Cha, Đức Giáo Hoàng, các vị giám mục, các cha, Đức Giáo Hoàng, các vị giám mục, các linh mục, toàn thể giáo hội,
Đặc biệt, các tu sĩ linh mục của Đan viện Thiên An Huế, xin Chúa ban cho các ngài sự vững tin như mẹ đã tin, để rồi Thiên Chúa có thể thực hiện những gì trong kế hoạch yêu thương của ngài. Chúng con nguyện xin Chúa nhận lời chúng con. Tin tưởng vào lời cầu bầu thần thế của mẹ là nữ vương trời đất, chúng ta xin dâng lên Cha trời đất mà chúng ta đang sống hôm nay, toàn thể gia đình nhân loại này đang quằn quại đau khổ trong sự sợ hãi của dịch bệnh, trong sự sợ hãi của sự ghen ghét hận thù, trong sự sợ hãi của những thiên tai hỏa hoạn đang xảy ra khắp nơi. Xin Chúa thương nhận lời cầu bầu của mẹ mà ban cho chúng ta một đức tin vững vàng để chúng ta sẽ thấy điều Thiên Chúa thực hiện. Chúng con nguyện xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cũng xin dâng lên Chúa tế bào của xã hội hôm nay là các gia đình, đặc biệt những gia đình đang sống trong ly tán, những gia đình mà vợ chồng con cái đang lục đục với nhau, đang muốn chia rẽ nhau. Ngang qua lời truyền cầu thần thế của mẹ là nữ vương trời đất, xin Chúa ban ơn chữa lành cho các gia đình và ban cho các gia đình biết yêu thương, cùng nhau chạy đến với mẹ để chống lại sự dữ. Chúng con nguyện xin Chúa nhận lời chúng con. Cậy nhờ vào lời truyền cầu thần thế của mẹ là nữ vương trời đất, chúng ta xin dâng lên Chúa những bệnh nhân lây nhiễm COVID-19, những bệnh nhân đang bị những căn bệnh trầm kha, những căn bệnh không có thuốc chữa. Xin Chúa ngang qua lời truyền cầu của mẹ hôm nay mà ban ơn chữa lành cho họ, hoặc nếu theo điều Chúa muốn thì xin cho họ được đón nhận cái chết bình an, một cái chết mà sẽ được đi vào thiên đàng với mẹ. Chúng con nguyện xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cũng xin dâng lên Chúa các linh hồn mà chúng ta cầu nguyện hôm nay, đặc biệt là những linh hồn mà Chúa vừa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ngang qua lời truyền cầu của mẹ, xin Chúa mở cửa thiên đàng cho họ được vào hưởng cõi phúc ngàn thu.